Hiếu xin chào tất cả các anh em. Thì video hôm nay thì Hiếu lại làm một cái tarot gen lại của một cái ốc dàn chân nữa. Thì Hiếu muốn chia sẻ cái video này đến tất cả các anh em mà chưa biết làm tarot gen, tạo gen nha. Thì Hiếu có chia sẻ video hôm bữa trước thì có một số anh em bảo là anh phải giải thích cặn kẽ cho em là khoan ốc dàn chân thì mình khoan mũi bao nhiêu. Để mình còn biết cách mình làm, chứ anh làm như này thì chúng em xem vẫn không hiểu lắm. Đấy, đấy là các em comment xuống cho Hiếu như vậy. Thì video này hôm nay thì Hiếu sẽ hướng dẫn tỉ mỉ hơn cho các anh em biết là trên cái bộ sản phẩm đây, trên cái bộ sản phẩm tái tạo gen của Hiếu đây thì có ghi mã ở trên này, ví dụ như là 80 là các anh em có thể hiểu ra và hình dung ra được rồi, nhưng mà có nhiều anh em chưa va chạm thì các anh em đấy thì muốn hỏi cho nó kỹ càng hơn thì Hiếu sẽ giải thích cho anh em biết. Trên sản phẩm của Hiếu đây là 80, tức là như nào? Tức là cái vòng tròn ốc 8 cỡ 10 thì của nó, cái cỡ này cỡ 10 rồi thì anh em chúng ta phải sử dụng bằng mũi 9. Mũi 9 thì anh em chúng ta sẽ taro lên 1.5 ly thì nó sẽ vặn được cái cốt 10 này vào các anh em nha. Đấy, ví dụ như là cái đầu bên trong này, con ốc của nó là đầu 8 thì chúng ta vặn được vào như này. Đấy, nhưng bên ngoài của nó này là cốt 10, tức là cái mép ngoài cùng này này của cái sơ mi gen này này là cốt 10. Thì cốt 10 thì anh em chúng ta phải dùng bằng mũi khoan 9 các anh em nha. Chúng ta phải sử dụng bằng mũi khoan 9 thì chúng ta mới có thể khoan được vào cái ốc dàn chân và chúng ta sẽ taro, đúng không anh em? Thì bây giờ Hiếu sẽ quay lại cái sơ mi của đầu bò các anh em nha. Thì đây là sơ mi của dàn đầu bò, thì Hiếu có ghi cái số là 13. Thì 13 này tức là sao các anh em nhỉ? Thì tức là anh em chúng ta phải sử dụng bằng mũi khoan 12. Đấy, anh em chúng ta phải sử dụng bằng mũi khoan 12. Thì khi chúng ta khoan phá nó đi thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái taro 1.15, thì chúng ta sẽ taro lại thì chúng ta sẽ đóng được cái cốt 13 này vào. Các anh em hiểu không? Trên cái sản phẩm của taro gen thì các anh em nhìn thấy đây, trên sản phẩm taro gen thì Hiếu có cái mã là 13 x 1.5. Thì 1.5 này tức là cái ly của nó. Cái ly này là Hiếu lấy ly 1.5 để khi anh em chúng ta taro thì cái chân răng của nó sẽ sâu hơn, thì anh em chúng ta sẽ đóng cốt vào nó chắc chắn hơn và được bền lâu hơn. Có nhiều anh em chỉ lấy cái 1 ly thôi, nhưng Hiếu, sản phẩm bên Hiếu thì Hiếu sẽ sử dụng bằng cái 1.5 để cho anh em chúng ta tái tạo gen thì cái vòng gen của nó sâu hơn, khi anh em chúng ta đóng cốt vào thì nó sẽ chắc chắn. Đấy, thì cái sản phẩm này của nó là 13 thì anh em chúng ta sử dụng mũi 12 các anh em nha. Đấy, còn cái taro dàn chân này của anh em chúng ta là 10 x 1.25 ly, thì anh em chúng ta phải sử dụng bằng mũi khoan 9. Thì hiện tại ở đây Hiếu có một cái lỗ cần phải làm trờn gen, không có gen nào luôn, chúng ta ấn con ốc này vào là ngập lọt thỏm luôn. Đây, đây là con ốc của dàn chân này, thì ấn vào đây thì nó sẽ bị lọt luôn. Đấy, chỉ tất cả ba con thì đều vặn được ốc. Đấy, con này vặn được, con này vặn được, cũng có con này trờn. Thì bây giờ Hiếu sẽ sử dụng bằng mũi khoan 9. Hiếu sẽ sử dụng bằng mũi khoan 9 để Hiếu khoan vào đây. Nhưng cái quan trọng nhất khi anh em chúng ta khoan để tái tạo cái lỗ này, đóng cốt gen lại, thì anh em chúng ta phải làm cữ. Tức là cữ này như nào? Ví dụ anh em chúng ta làm cữ như thế này đi. Con ốc này là anh em chúng ta ước lượng khoảng tầm 2 phân, chúng ta sẽ ấn vào đây 2 phân. Anh em chúng ta buộc vào, tránh tình trạng khoan thủng lốc máy rồi xì nhớt các anh em ạ. Đấy, nếu anh em chúng ta mà có cái cục phấn cũng được. Đây, anh em chúng ta có cục phấn đây này, thì anh em chúng ta đo như này. Đấy, các anh em nhìn nha, đây Hiếu đo này, Hiếu đánh dấu vào. Đấy,
Hiếu đánh dấu vào như thế này. Đấy, như vậy là ô con bạc kê. Anh em chúng ta làm gen này thì vừa làm vừa đi ngủ anh em ạ. Vì nó rất là dễ, nó không có gì khó cả. Đấy, Hiếu đánh dấu phần trắng đây. Đấy, vừa luôn. Thì bây giờ anh em chúng ta sử dụng bằng cái khoan tay thôi. Đấy, như vậy là xong. Còn không, anh em chúng ta sẽ buộc cái dây chun này vào, làm cái cữ như này cũng ok. Thì bây giờ Hiếu sẽ sử dụng bằng mũi khoan. Đây các anh em nha, đây. Mũi khoan cầm tay. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ khoan này. Đây, bây giờ Hiếu sẽ khoan này. Đấy, rất đơn giản luôn các anh em nha. Các anh em nhìn thấy đấy, như vậy là cái dấu cái cữ của anh em chúng ta vạch cái vôi trắng thì nó đã bằng mép này rồi. Thì khi anh em chúng ta đến cữ là chúng ta sẽ tháo ra. Đấy, như vậy là anh em chúng ta đã làm một cái cữ là được 2 phân. Đây các anh em nhìn đây. Đấy, như vậy là chúng ta có một cái cữ 2 phân. Đấy, bây giờ cái quan trọng nhất là anh em chúng ta sẽ ta rô. Nếu như anh em nào mà không có cái tay cầm để ta rô ấy, nếu như anh em nào mà không có cái tay cầm ta rô bằng thép thì anh em chúng ta có thể sử dụng bằng cái kìm chết các anh em nha. Thì Hiếu ở đây thì Hiếu sẽ sử dụng bằng cái này cho nó chuyên nghiệp. Đấy, Hiếu sẽ lắp vào đây thì nó nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Còn không thì anh em chúng ta sử dụng bằng cái kim chết chúng ta kẹp vào là cũng là ok các anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ ta rô gen này. Anh em chúng ta làm rất nhẹ nhàng, chúng ta xoay lúc nào nó không xoay được nữa thì thôi các anh em nha. Thì rất là đơn giản thôi. Rất đơn giản các anh em ạ. Rất nhẹ nhàng luôn. Đây là Hiếu làm một tay, còn một tay Hiếu cầm máy quay để hướng dẫn cho các anh em đấy. Đấy, rất đơn giản. Lúc nào anh em chúng ta cảm thấy nó lặng tay thì thôi. Đấy, Hiếu thấy cũng gần lặng lặng rồi đấy. Càng vào sâu thì nó càng lặng anh em ạ. Đấy, lặng tay rồi. Anh em chúng ta vặn bây giờ rất là chặt rồi. Thì đến cái điểm cữ của nó rồi thì bây giờ Hiếu sẽ vặn ra. Hiếu vặn ra. Anh em chúng ta làm cái taro ốc dàn chân này thì nó phải làm cữ, nó vất vả hơn một chút. Còn anh em chúng ta làm cái gen đầu bò ấy, làm gen buji ấy, thì là dễ hơn. Chúng ta khoan một phát, âm sâu vào phát là chúng ta nhổ ra luôn. Các anh em nhìn thấy không? Khi anh em chúng ta tạo được cái gen thì nó có cái gen sâu rồi này. Đấy, rất là sâu và rất nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà tại vì sao anh em chúng ta không sử dụng bằng cái gen nhôm này? Vì chúng ta sử dụng bằng cái gen nhôm này thì chúng ta vặn 2-3 lần là nó sẽ bị trơn. Như vậy anh em chúng ta phải đóng sơ mi vào thì nó mới được bền lâu các anh em nha. Thì cũng giống như video trước, thì để chúng ta đóng được cái cốt này vào trong này thì anh em chúng ta sử dụng một con ốc ốc 8. Nhưng mà chân này là chân 13 để chúng ta có thể ép được cái sơ mi này vào nha. Thì chúng ta sẽ vặn 2 con ốc ở đây để chúng ta hãm. Đây, anh em chúng ta vặn một con cũng được mà hai con được. Thì theo Hiếu thì Thiếu hay vặn hai con cho nó chắc chắn. Còn anh em thì tùy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vặn vào nha. Anh em chúng ta vặn cái cốt vào vừa bằng cái trên đỉnh này của nó luôn. Anh em nào mà muốn sử dụng cái bộ sản phẩm Taro Gen và ốc sơ mi này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu, vì Hiếu phân phối cho anh em rất là nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ vặn vào này. Đấy, anh em ạ, vặn rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, khi lúc nào chúng ta vặn mà cảm thấy nó chặt tay rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bằng T13. Đây là T13 các anh em nha. Đấy, thì bây giờ Hiếu sẽ vặn này.
Như các anh em nhìn thấy đấy, như vậy là ok rồi nha. Như vậy là anh em chúng ta đã ép được cái cốt vào bên trong rồi. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ tháo cái con ốc này ra, là anh em chúng ta sẽ được một cái gen như ý thôi. Đấy. Thì Hiếu có hướng dẫn cho các anh em học nghề sửa xe máy và cách kỹ năng làm taro gen lại ốc dàn chân và ốc đầu bò rốn buji. Thì như các anh em nhìn thấy đấy, như vậy chỉ trong vòng có vài phút đồng hồ là anh em chúng ta đã đóng được một cái cốt gen vào trong cái máy của anh em chúng ta, ốc dàn chân. Đấy. Rất ok. Thì bây giờ Hiếu sẽ vặn cái con ốc của nó vào như này. Đấy, các anh em được không? Rất ngọt ngào luôn. Đấy. Đấy, rất ok các em nha. Đấy. Và video vừa rồi là Hiếu có chia sẻ cho anh em cách đóng cốt sơ mi gen ốc dàn chân. Thì anh em nào muốn sử dụng những cái sản phẩm taro gen ốc dàn chân và buji thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889. Hiếu sẽ gửi hàng cho anh em. Thì sản phẩm làm ốc taro gen dàn chân và buji thì Hiếu có rất là nhiều sản phẩm. Anh em nào mà có nhu cầu cần thì cứ alo cho Hiếu, Hiếu sẽ gửi đến cho anh em thôi nha. Thì video của Hiếu đến đây kết thúc. Thì Hiếu cũng xin chào tất cả anh em.